Hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2024, lễ thánh Bartholomew -tô Tông Đồ, lễ kính. Trích sách cải huyền của thánh Do An, thiên thần nói với tôi rằng, Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của con chiên. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chốc vót, khi tôi ngất tí và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, trở lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, ống ánh tựa pha lê, thành có tường lũy cao lớn, chỗ 12 cổng, trên các cổng có 12 thiên thần, và có khác tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên 12 móng, có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ tôi không thấy có trong thành vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó và đèn của nó chính là con chiên đó là lời chúa ta ơn chúa lạy chúa các bạn hữu chúa nhận biết vinh quang nước chúa lạy chúa mọi công cuộc của chúa hãy ca ngợi chúa và các thanh nhân của ngài hãy chúc tôn ngài thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước chúa và hãy đề cao quyền năng của ngài Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa. Để con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa, nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa. Chúa công minh trong mọi đường lối của người và yêu thương mọi kỳ công người tác thao, Chúa ở gần những kẻ kêu cầu người, những kẻ kêu cầu người với lòng thành thật. Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, lại Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Philippe gặp Nathanael và nói với ông: Đấng đã được Môsê ghi trong luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi. Đó là Giêsu, con ông Giuse, người thành Nazareth. Thánh Nathanael đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Philippe nói: hãy đến mà xem chúa giêsu thấy nathanael đi tới mình thì nói về ông đây thật là người israel nơi ông không có gì gian dối nathanael đáp sau ngài biết tôi chúa giêsu trả lời rằng trước khi philippe phe gọi ngươi lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi nathanael thưa lại rằng Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa là vua Israel." Chúa Giêsu trả lời: "Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa." Và người nói với ông: "Thật, ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người." Đó là lời Chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa mục tiêu loan báo gặp chúa đấng mà sách luật mơ xê và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp đó là ông giêsu con ông du xe người nazareth ông nathanael liền bảo từ nazareth làm sao có cái gì hay được Doan An chương 1 câu 45 46. Suy niệm công việc giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanael, người mà truyền thống vẫn cho là Bartolomeo, thật không dễ dàng. Philippe giới thiệu về một đấng mà sách luật đã nói và các ngôn sứ đã loan báo. Nhưng Bartolomeo cũng trừng dẫn truyền thống để phản biện. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Thế nhưng, trầm nghe không bằng mắt thấy. Philippe đã sử dụng một cách giới thiệu thật thuyết phục. Cứ đến mà xem. Bartolomeo tuy mang sẵn định kiến, nhưng lại giàu thiện chí. Ông đã đến như bạn mình đề nghị. Và khi gặp được Chúa Giêsu, ông liền nhận ra Ngài là đấng ông hằng mong đợi này mới được ở gần bên điều này cho thấy sứ mệnh của người loan báo tin mừng chỉ đạt mục tiêu khi đưa dẫn người khác đến gặp chúa mời bạn bạn từng nói về chúa cho người khác và an tâm vì đã sống sứ mệnh truyền giáo sứ mệnh đang còn dang dở đang chờ bạn tiếp tục đưa họ đến gặp chúa và sống thân mật với chúa chia sẻ mục đích của sứ mệnh loan báo tin mừng là gì sống lời chúa chia sẻ niềm tin và mời gọi một người bạn lương dân gặp gỡ lời chúa hoặc tham dự phụng vụ với cộng đoàn cầu nguyện lạy chúa giêsu chúa đến và sống giữa nhân loại để loan báo tin mừng là chính chúa đấng được chúa cha sai đến để cứu độ Xin cho con biết hằng say bền chí lần báo tin mừng này cho anh chị em con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Tách nước tràn đầy Để đã phá sự kiêu ngạo, người Nhật Bản thường kể câu chuyện sau. Có một nhà hiền triết nọ nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức. Ai ai cũng tìm đến vấn kế để kiểm chứng điều đó một hôm có một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết ông trang bị cho mình không biết bao lý lẽ và kiến thức khi ông giáo sư đại học an tọa trong phòng khách nhà hiền triết mới đưa một bình trà thật nóng ra tiếp khách ông bắt đầu rót nước vào tách của ông giáo sư những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra tách nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp Nước tràn cả ra khay Ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay Rồi nghĩ thầm trong lòng Thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ Như bậc thánh hiền Chỉ là một con người lo đẻn bất chấp Không còn đủ kiên nhẫn nữa Vì giáo sư mới nói lớn Thưa ngài, tách trà đã đầy trước Đang chảy lai láng ra bên ngoài Cả khai chìa Lúc bây giờ nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói Cũng giống như tách trà này Đầu óc của ông tràn đầy văn hóa Kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không giúp cạn tất cả của ông thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi? Bởi vì triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cỡ mở. Có giúp cạn tâm hồn có trở nên nghèo nàn con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là khi con người tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng những của cải chống qua ở đời này thì đó cũng là lúc con người cảm thấy trống vắng nhất trong tâm hồn. Trái lại, càng dốc cạn chính mình, càng trở nên nghèo nàn con người cần được Thiên Chúa lấp đầy, con người cần tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực. Bài trích sách lẽ sống